lắm, mày mở đi. Đấy, các con giới thiệu đi. Con quay ra. Xin chào các bạn, hôm nay mình ra bắt sản phẩm của em đến nhà mình nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm rất cần thiết cho những mẹ bầu sau sinh. Đó là cái máy pha sữa. Thì hôm nay mình sẽ unbox để giới thiệu với mọi người. Thì đây là một cái sản phẩm của thương hiệu Topza. Và mình cũng mua khá là nhiều hàng của hãng Topza này rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở ra xem bên trong có những gì nhé. Bây giờ bạn mình sẽ mở sản phẩm của em ra. Mẹ ơi, có cái gì ở bên trong đó ấy? Có rất nhiều. In này để mẹ xem nào. Mẹ xách ra đi, chắc là con phải đứng lên cái kia. Đó, thì đây chính là sản phẩm của Topza. Đó. Thì ở đây nó là bên ngoài của sản phẩm nhé. Đó, thế đấy. Hình chiếc máy đun nước pha sữa rất là đẹp và nó có rất là nhiều công dụng. Ở đây con đọc cho mọi người xem là có những cái gì nào. Là đun sôi giữ nhiệt và kiểm soát nhiệt độ chính xác, điều khiển cảm ứng thông minh. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mở ra để xem bên trong nó có đúng như vậy không nhá. Mẹ mở lên ra đi. Nó có hai cái cơ. Em biết mà. Đó. Nhưng mà nó cao quá. Các bạn ơi. Đây là cái gì? Đó, giới thiệu cho mọi người đi. Các bạn ơi, đây là nước tẩy vết bẩn nha. À, nước tẩy vết bẩn. Đúng, các bạn. Đó. Đây là cái gì? Đây là cái nắp. Có các rất là nhiều chi tiết. Khéo vỡ. Khéo vỡ. Đây là cái máy đun. Đây là máy đun. Ấn nhẹ. Đây. Nhân vật chính của chúng ta đó là cái máy đun sôi. Cái bình nước nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người về thành phần của cái máy đun nước này. Mẹ ơi, cho cái này lên thử đi. Đầu tiên đó là cái củ máy để đun nước. Thứ hai là cái bình đun nước. Thì ở đây của nó sẽ đựng được 1 lít 3. Đó. Nó được thiết kế bình thủy tinh rất là đẹp. Và đi kèm với cái máy này thì mình được tặng hai cái lồng hâm sữa. Nhìn cái màu này rất là sang. Thì ở trên thân bình thì nó sẽ có những cái mực chia nước này. Tối thiểu nhất là 300ml và tối đa là 1300ml, tức là chứa được 1 lít 3 nước. Thì đấy là những cái thành phần chính của cái máy đun nước này. Thì bây giờ mình sẽ đi test thử cho mọi người cùng xem nhé. Đây nha các bạn nhé. Thì sau khi mình cho nước vào thì bây giờ mình sẽ test thử cái máy này nó sẽ chạy như thế nào nhé. Ô, phải cho nước vào nhỉ? Ừ, phải cho nước vào thì mới test được chứ con. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào để xem ở đây nó sẽ hiển thị những cái chế độ như thế nào và có dễ sử dụng hay không. Đó, thì khi mình cắm điện thì nó sẽ hiển thị lên như vậy. Và bây giờ mình sẽ, ở đây nó có nút bật tắt này. Đấy. Còn ở đây là các nút chức năng. Cái này là tăng giảm nhiệt độ. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ ấn nút bật tắt này để khởi động này. Đó, đây là nhiệt độ nước ban đầu này. Ok. Bây giờ mình sẽ ấn vào nút chức năng để chúng ta sẽ chuyển chế độ. Đó. Đây là nhiệt độ sôi của nước này. Đây là nhiệt độ nước nó đang đun đến 45 độ rồi. Khi nào đến 100 độ là nó sẽ sôi. Ngoài ra thì nó cũng có nhiều các chức năng khác. Ví dụ như là giữ nhiệt hâm sữa, dưỡng sinh, khử cờ lo này, cà phê này, pha trà. Đó, thì nó sẽ hiển thị hết ở đây. Các bạn ấn các cái nút chức năng này. Đó, nó sẽ chuyển này. Khử cờ lo này. Đấy, giữ nhiệt hâm sữa này. Đó, hay là cà phê này là 85. Đó, dưỡng sinh. Đó, pha trà. Đó, thì đây chính là cái nhiệt độ của mình. Đó, bây giờ mình đang chờ nhé. Nó đang đun đến 46-47 rồi. Sắp được 100 độ rồi. Khi nào lên 100 độ thì là nó sẽ sôi. Và mình sẽ chuyển về cái chế độ giữ nhiệt hâm sữa. Hoặc là chuyển xuống nhiệt độ mình cài đặt, mình mong muốn cái nước của mình ở mức nhiệt độ nào.
Vừa rồi thì mình có giới thiệu qua với mọi người về cái chức năng của cái máy nước này. Nếu các bạn mà không quen thì mọi người có thể xem những cái hướng dẫn sử dụng ở đây. Trong đây nó có hướng dẫn cái thao tác thì các bạn có thể xem ở trong. Mình thấy là cái máy đun nước này, cái bình pha nước này rất là tiện. Như các bạn cũng biết là khi mà pha sữa cho em bé thì mình phải đun sôi nước. Và nước nhiệt độ sôi là 100 độ C. Và mỗi một loại sữa thì sẽ cần một nhiệt độ khác nhau. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta cần mức nhiệt độ pha phù hợp cho bé uống sữa thì mình sẽ phải chờ đợi nước nó nguội bớt đi. Thì khi đó thì em bé sẽ phải chờ đợi rất là lâu. Thì chính vì vậy đó là cái nguyên nhân mà mình mua cái máy này và mua của cái thương hiệu Topza. Thì mình thấy là cái máy này khá là ok. Khi mà chúng ta đun nước sôi xong thì chúng ta có thể cài đặt đến cái mức nhiệt độ mà chúng ta mong muốn. Thì khi đó chúng ta có thể pha được sữa ngay và em bé có thể uống được luôn. Đó, thì đấy là cái chia sẻ của mình cho mọi người với cái máy pha sữa này. Khi nào có sản phẩm hay hơn nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Nó sắp sôi rồi, nó đang đun đến nhiệt độ là 80 độ rồi. Khi mà nó đạt được 100 độ C thì nó sẽ dừng lại. Và khi đó nhiệt độ này nó sẽ giảm dần về cái nhiệt độ mà mình cài đặt là 46. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người nhé.